Hunter chắc đến được được thôi, quất nối được thôi. Ờ đến vào đấy. Rồi đấy. Đấy, đấy anh chở, đấy anh chổng lên rồi, em vào từ rồi. Từ đó, từ vào chưa? Vào rồi mà. Đấy bây giờ thằng Đạt vào đây nhá, vào cái bàn này ấn nút F vào cái bàn, nó chọn cho tao cái map. Chọn tao cái map mà nó bảo cái cây xăng ấy. Nhìn thấy cái map cây xăng không? Nó là cái thứ nó ở bên tay trái, cái thứ hai bên tay trái. Gas station, ờ ấn vào xong rồi chọn cho tao cái là cứu con tin, giải cứu con tin ở cuối cùng ấy. Ấn cái đấy, xong vào trong nó sẽ có cái emote. Thì trong đấy nó có cái giải cứu con tin mà ở cuối cùng, nhìn thấy không? Hot tag. Ờ, hot hostage đây, hostage đấy. Ừ, hostage đấy. Đấy, ấn vào đấy. Đấy, anh em xem này, hôm nay bọn tôi sẽ đi giải cứu con tin hẳn hoi chuẩn chỉ theo đúng gọi là đội SWAT đây này. Đồng chí Hunter nhanh giúp tôi cái, đồng chí Hunter ơi. Lại coi như là lại gì rồi? Hunter lại máu lên não chậm rồi. Anh em từ từ tí. Em đang đổi cái tác của livestream không được. Ui giời ơi, chứ ui, em cần gì phải đổi, cái đấy quan trọng gì đâu. Xem thì người ta xem, có phải là vì em vào cái tác thì người ta xem của em béo đâu. Khổ. Không, mà Benimo trước còn đó. Hả? Livestream mới được để cái tác chứ chatting thôi. À. Thế thì anh chịu. Làm thì kéo co anh em nhỉ? Nó đã bị ảnh hưởng đến cái số liệu của từng bên quản lý đấy anh. À. Ví dụ chị Nhi quản lý bên mình là game online á. À. Số liệu nó sẽ không đạt đủ, giờ chị bị la, chị bị mắng. À, khổ. Mỗi người họ quản lý một lĩnh vực. Kéo co nhá. Đây, thua hay thắng này. Anh em chuẩn bị tinh thần này. Thực ra thì ngày hôm nay thì tôi cũng chỉ có thể nói với anh em cái lời đơn giản này thôi, đó là như này. Bọn tôi thì anh em đều biết là đã chơi con này là đến buổi này là buổi thứ 3 rồi. Tức là mọi cái sự phản xạ của chúng tôi bây giờ nó là cái tầm mức nó không còn như xưa nữa. Bắn biếc của nó chuẩn chỉ rồi. Cái việc là phối hợp với nhau không phải lúc đầu nữa, nhìn tội phạm không còn lạ hết như tứ nữa. Đấy, cho nên là và cái việc mà sử dụng khiên khủng các thứ ABC vừa với nhau nó chuẩn chỉ. Ngay cả cái việc phá bom, phá bủng, dò giết là mọi thứ nó chuẩn chỉ hết mức rồi. Cho nên là tùy anh em thôi. Anh em suy nghĩ, nếu mà anh em sáng suốt ra thì anh em có thể từ cái việc mà tôi vừa nói mà anh em tự đưa ra cái lựa chọn chính xác cho mình. Chứ còn cho anh em lớn rồi, không phải nói thêm nhiều nữa nhá. Nhiều anh em lại bảo lùa gà. Ừ, nói nhiều lại bảo lùa gà. Cho nên là bọn tôi chỉ nói đến như thế thôi. Anh em đây nhá, từ từ để anh nói lại này. Hunter biết đã tập trung vào chưa? Tôi đây nhá, anh nói lại này, cái nhiệm vụ này nhá là không chỉ đơn giản như lần trước anh em mình chơi đâu, là chỉ có vào kín hết bọn kia xong rồi trói tết tất cả bọn ở trong nhà đấy là xong nhá. Mà nhiệm vụ này ấy là sẽ bọn con tin nó sẽ giữ bọn tội phạm nó giữ con tin trong một cái phòng. Và nếu nó thấy động tĩnh quá nhiều, bắn súng quá nhiều, la hét quá nhiều bên ngoài, thậm chí ở tận xa luôn nhá, chứ không phải đến gần cái phòng ấy luôn, nó sẽ xử con tin luôn. Cho nên là mình phải đi lắp giảm thanh tất cả vào này, đi tất cả đều phải ship. Đi nhẹ nói khẽ cười duyên, không spam nút F, la hét kiểu chưa, nếu không là fail là rất nhiều anh em trên này là ra xa bờ. Em nghe rõ chưa? Đấy cho nên là nhá. À mà không Hunter được không? Tôi ấn vào thua mà. Cho nên là cũng chắc là... Hunter sao không? Rồi các đồng chí coi như là ngày hôm nay chúng ta chính thức vào một nhiệm vụ mới. Chậm vẫn chậm, anh em vốt nhận thua thế. Chắc chắn là thắng luôn. Gì tao tí thoảng màn hình đen á, đi vào cái phần đất đi nó sẽ màn hình đen. Ôi dồi, anh em nào mà ở bên kéo co ở bên thắng là ăn đến một phát X5 luôn ạ. Ôi này X8 này. Ôi dồi, X5 X8 thế này thì anh em thế này thì tên này thì anh em bên Hunter là anh em nào vào thắng bên Hunter là thua chắc còn gì nữa. Ừ, thì cho nên là người ta toàn nhảy sang thua là đúng rồi, gì nữa. Em cứ toàn kích vào thua thôi chứ nói làm cái gì. Tí lại ra lại tay lại ấn vào bây giờ mà. Tỷ lệ thua là 100% mà. Ừ. Ăn ít thì cũng được. Anh em cứ X5 lên thì đừng có choác. Đấy, từ từ đã bình tĩnh, đã từ bình tĩnh nghe mình nhẹ nhàng, từ từ bình tĩnh đã nhá. Ở ngoài em phải hiểu, anh nói vừa mới nói rất mồm xong là chúng nó chỉ cần kể cả ở rất sâu, nhưng nó nghe đi tiếng súng hoặc là tiếng gì đấy là chúng nó khử con tin luôn, em hiểu không? Mình bình tĩnh nào. Đấy. Ai bắn súng đấy? Thằng nào bắn đấy? Tứ bắn à? Đấy anh em nhé, tứ nhá. Từ nhá. Giảm thanh đi, giảm thanh, tiếng nghe rõ thế. Thế là mình ở gần mình nghe thôi, còn còn nào các đồng chí coi như là tiến vào đây. Bây giờ là mình phải cần phải biết được là chúng nó giữ con tin trong phòng nào, cho nên là phải đi phải lắng nghe và soi phòng, nghe chưa? Ok.
Ôi giời ơi. Em thử xem bắn vào khiên được không. Thì đây. Khổ khiên, đấy khiên, game xem khiên, khiên từ hôm nay là còn biểu hiện rồi. Soi đi còn gì nữa. Thôi hả? Đồng chí Tứ làm việc nhanh. Thử nãy chắc không thử phụ luyện tập được. Ừ. Đây chắc vừa vào kèo rồi. Chắc thế nào rồi. Ôi ơi. Bố thang. Đang đi ra đây. Có súng không? Rồi. Đang đứng ngay trước mặt em luôn. Có súng không? Ơ kìa. Mở luôn. Kìa 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 kìa. Đồng chí tạm cửa vào giết nó luôn. Từ từ bình tĩnh để em xoay lại xem nó chạy đâu rồi. Ừ xoay đi. Khéo nó vào nó báo cho đồng đội nó đấy. Đồng chí nhanh giúp tôi cái. Nó lùi rồi. Rồi anh ơi. Rồi. Đi đi. Nhẹ nhàng tiến vào nhá. Theo tôi này. Đồng chí tôi bảo hộ nhá. Các đồng chí soi trái soi phải cho tôi nhá. Phải có vẻ clear này. Trái có vẻ cũng clear này. Không thấy ai từ nó lùi hướng nào vậy đồng chí Tứ? Đây hướng này, trước mặt. Nắm là để binh ra. Làm gì có binh gì cũng thẳng trước mặt gì. Nó là cái quầy tính tiền. Đây là cái cửa hàng bán xăng. Chưa thấy ai nhá. Nó mới tầng ra. Gì đấy? Gì đấy? Chết thẳng. Nó bóc lốp. Rồi đi tiếp. Nó bóc lốp à? Tốt. Báo cáo luôn. À nó dám bóc lốp mình. Bố láo thật. May quá. Chuyên nghiệp mà Hunter giờ toàn canh. Toàn canh phía sau mà. Chuẩn chỉ lắm. Rất tốt. Bảo hộ quả đấy. Quá chuẩn chỉ luôn. Ừ. Tiến vào đây cùng với tôi này. Phòng clear này. Rồi đi. Cùng chiến tôi tiếp tục bảo hộ. Tiếp đi anh ơi. Tiếp nha. Đi nhẹ nó khẽ cười duyên này. Giữ ship nhá, đồng chí em tôi giữ ship nhá. Tạm thời clear này. Anh có quay pet 40 hết ca em nhá. Gần hết K1 nhá, quay em nhá. Anh không quay bây giờ đâu, quay giờ để em lấy cho em phắn luôn à? Không có đâu em nhá. Ở lại xem em nhá. Chỉ có ai mà phải lùi. Có đối tượng bên trái, có đối tượng bên trái đang bắn nhá. Đối tượng bắn nhá, đối tượng đang chống đối rất kinh khủng nhá. Bắn nó đi kìa. Bắn tiếp rồi. Bắn đi. Anh ra tiếp đi. Bắn không. Báo cáo về đi, không có ai. Thôi mời em để em tịch thu súng nó. Ok, một gạo. Cái cửa kia như thế nào mà đồng chí Tứ? Cửa kia không có người, cửa kia. May mà tôi... Đồng chí Dũng không dám đưa tay ra bắn. Đưa tay nó bắn chứ bỏ mẹ. Nếu có đồng chí nó cá vờ tôi kiểu gì để nó bắn tôi chứ. Bắn. Đây là cửa ra. Má khoa. Chứng tỏ nó eo đi đường này ra để nó bóc lốp mình đúng không? Đúng rồi. Ok được rồi. Bọn này sao không mặc giáp dù nhỉ? Đồng chí Dũng đi nhanh đấy. Nhanh gì? Chỗ này tầng này hết rồi đâu. Trong quầy này đi vào trong quầy có cửa đấy. Chí Dũng tiếp tục nhẹ đi nhẹ. Đi nhẹ gì đấy giờ bắn nhau bầm mỹ lên rồi. Mình cũng phải nhẹ chứ. Soi đi sao nào. Hunter vẫn tiếp tục canh nhá. Đi bắt đi. Đây có một cái thang máy. À thang máy hả? Rồi vào đi. Xem cờ cái bom nhá, vào cẩn thận bom nhá. Ok không có rồi. Từ từ thôi, đi từ từ thôi. Đồng chí Hunter giữ vị trí đi cùng bọn tôi này. Trong này dễ là có đối này, để tôi vào trước. Công chí đi sau tôi. Trái clear này. Trông trái trông sau nhá. Phòng này tạm thời clear này. Clear này. Xóa các phòng đi. Đi nhẹ nói khẽ. Đồng chí Tứ đâu rồi? Đồng chí Tứ đâu sau. Ok sao lưu, chẳng thế. Lưu một chút để đằng lo này đã. Đi ra ngoài mà. Đấy trong này một đống phòng này. Một đồng chí Hunter canh phía sau, đồng chí Đạt canh cái hướng kia. Nói chung là ra ngoài ban công à, ra ngoài đường vào mà. Đây này, hai. Đây một đống rồi. Cửa ấy này. Sao có tiếng ô tô ở đâu ấy? Đây là phòng đá ỉa. Có ai không? Không có liền. Biết làm sao được. Liên thì mở vào đây. Thả xe xuống. Thôi phòng nào vào rồi thì cứ thả xe xuống. Phòng này là phòng với ra quầy. Không có ai này. Cái cửa sắt này ra đâu? Cửa này là ra quầy ngoài. Không, cái cửa sắt này cơ. Cửa này acid.
đi về. Cưới ra ngoài vào ngoài ngoài đường mà. Em ơi, out. Gì đấy? Cửa này hình như là cửa này có phải ra đường nhóm đâu em ơi, hình như là cầm cái này đến cho nó để họ đề phòng. Ờ, cửa này ra đường đâu? Cửa này ra đường nhóm đâu? Cửa này ra khu phía sau. Như ở kho phía sau ấy. Ôi có con tiếng con kêu kêu hép 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 con tin. Con tin ở hướng đằng này nhá, cái cửa đỏ này nhá, cửa đỏ này nhá. Đồng chí Hunter đi theo này. Cửa đỏ này nhá. Đồng chí Tứ soi tôi đi. Ok. Cửa này đã bị mai rô rồi, nó bị khóa rồi. Không làm gì được à? Không làm gì được. Cửa này bắt buộc phải có phải phá khóa không? Để mở nhỏ đấy, Ok nhá, bình tĩnh nha. Đấy, em soi đi. Không có bom. Bình tĩnh coi như là nha. Từng bước một luôn, đúng như đội SWAT thật luôn. Chắc đấy, chắn là có thằng nó nãy nó chạy qua đây đấy, phải cửa tự nhiên mở đóng lại nữa, anh vào đây. Thế này nó chạy ra ngoài rồi. Ô, đối tượng phía cây xăng. Xử lý cho tôi. Kìa, nó để nó bắn tôi kinh thế. Đồng chí đâu rồi? Nó bên trái, góc tường bên trái nhá. Tốt, lên, go, xử lý, tốt, very good. Đối tượng nằm rồi. Suspect neutralized. Suspect killed. Talk to high ground. Proceed. Đây là bên ngoài thật. Bên ngoài mà. Rồi, cây được rồi. Quay lại đây. Mẹ nó bắn cho con như lủng hết cả khiên khủng, không nhìn thấy cái gì nữa rồi đây. Đi vào thận nhá. Đừng có đi vào đồng chí Đạt, đi vào thấy là hơi khinh suất đấy. Cửa gì đây? Có cửa gì đấy? Từ lúc nãy nghe thì có tiếng con tin kêu là cứu tôi với, rất gần đây luôn. Đây cửa này. Có thể nói chung nó chữ nhốt con tin trong đấy thật. Cửa này cửa Mai rồi. Đây đồng chí Dũng ơi, bên này. Đây đóng cửa lại đã. Đồng chí tôi canh cửa phía sau nhá. Quái nhà có tiếng bước chân bên trong nhá. Ok. Đi ship vào đây nhá. Tăng cơ cầm khiên đi cuối cùng, đéo hiểu đi đầu tiên chứ còn cuối cùng cái đéo gì. Ra để em soi bom luôn, em nghe dưới chân nó ngay bên trái này. Nó ngay bên trái à? Đúng rồi. Ok. Ôi! Con tin, cứ đem đi, cứ đem đi. Go. Cẩn thận, bom mìn nhá. Down on your knees. Please get down. Ngồi đi. Rồi. Tiến vào đây. Ôi sao? Chết, xử hết con tin. Nó giết con tin thì còn đâu? Mẹ! Khổ quá! Các bạn con tin tới là thế nào? Đấy, con tin của chúng ta đấy. Chúng nó phải trả giá. Mình phải giết hết chúng nó. Đã fail nhiệm vụ đâu. Vẫn còn con tin, vẫn còn con tin. Chết đâu. Đây là người dân bị chúng nó giết từ trước. Ừ, đấy bị giết từ trước rồi. Làm gì có tiếng súng vang lên đúng không? Làm gì có tiếng súng vang lên lúc giết. Nhiệm vụ chưa bị ấy mà. Ừ, nhiệm vụ đã fail đâu. Đây là một đây là bị chúng nó giết rồi. Đây là vụ án mạng. Từ từ đã, đây còn cửa em ơi, đang này còn cửa, con đang trong này còn cửa mà. Chuyên nghiệp quá, nói không quen. Làm gì có tiếng chúng nó bắn súng gì lúc đấy đâu. Bị khử trước rồi. Đây là án mạng thôi. Ừ. Đây là mình giải quyết. Chả hiểu luôn, nó phải hiện lên fail chứ. Ông ném bom chết á? Không, bom này không chết anh em ơi, bom này chỉ là bom choáng thôi. Anh em bị... Bom gây sát thương. Ờ, hết đường rồi. Tôi là cảnh sát nhân dân mà anh em lại... Chữ thứ hai là nếu như nó giết con tin trong này thì phải có thằng ở trong này chứ, đúng không? Làm gì có chuyện giết xong rồi trông có thằng nào trong này, nghe thấy nó điêu. Ở trong này em thấy có lúc ấy có hai cửa nữa mà, chưa mở mà. Phòng khác. Nhẹ nhẹ, Hunter đừng đi vào, để ông Dũng đi trước. Bình tĩnh đi.
ném bom vô người chân đâu, đấy là bom không bom ấy. Bom ạ, tôi không có bom gây sát thương chết anh em nhá. Tất cả bom chúng tôi đều chỉ có flash 3 là một này, hai là bom bắn ra mấy cái bi bằng cao su là hai này, và thứ ba là bom ga nhá. Đội SWAT họ không bao giờ họ chơi bom, mẹ bom nổ sát thương cả, bởi vì dẫn đến chết con tin. Đấy tớ mà anh em lại chết người do được. Con này không phải là CSGO anh em nhá, không phải là PUBG nhá. Không phải nết kiểu vậy đâu. Ui cái gì? Gì đấy? Tớ sao? Không phải em nhá. Đi anh ơi. Đi. Nhẹ tay nhá, nhẹ chân nhá. Bom của tôi không phải lết anh em ạ. Bom của tôi là bom cao su. Bom ném để gây choáng thôi. Ừ. Nó kêu cứu xong nó vô chết là sao? Có thằng áo vàng nó chạy đôi, có đứa không thằng áo vàng. Cái đường này là mình vào lúc nãy rồi mà. Nó lừa anh ơi, thằng ấy khả năng nó lừa. À đâu, cái đường này không phải đường lúc nãy đâu. Mà không phải thằng áo vàng nó giết, thằng áo vàng ấy thì... Nó có súng, nó chạy luôn mà. Nhưng mà nó phải có tiếng súng bắn chứ. Nếu mà nó xử tử con tin thì phải có tiếng súng bắn. Ừ, làm gì có tiếng súng gì đâu. Hay team mình xử tử con tin. Đâu, con tin chết từ lúc trước rồi. Team mình đến gọi là thông báo thôi. Ừ, khổ. Cũng tương tiếc cho các bạn con tin. Con tin không phải đấy. Nhưng mà nó nhỏ là tại sao mình lại bị trừ mất mấy trăm. Ừ, nhưng mà thử thấy mất trừ mất 200 mà. Đồng chí Tứ giải thích được không? Đồng chí Tứ bảo đấy ném mà. Không biết là đồng chí ném cái gì thôi còn gì. 200 đâu, em được 0 điểm mà. Bởi vì không, trừ 200. Đấy, anh nhìn thấy rõ ràng trừ 200. Đồng chí Tư. Cái gì đấy? Thì thấy trừ 400 điểm. Thế à? Phải 600 à? Đồng chí Tư ném, chúng tôi kiểm tra lại xem là đồng chí vừa ném cái gì vào trong con tin oảng hết. Em ném thì thằng kia đã chết rồi. Đâu, đồng chí thằng nào chết. Thằng kia đừng đếm rồi. Ủy ban kiểm tra chắc là sẽ... Ờ, Ủy ban kiểm tra trung ương. Mời đi uống trà ngay. Ừ. Ơ, đường này là đường nãy mình vào à? Đây vừa vào mà. Đúng rồi. Không, đường này là đường khác. Không, cái đường đấy đường khác ấy. Đường khác. Đường khác này, đường này vào đường này mà. Đấy, nó móc ra, nó móc ra từ đường này, nó móc này. Đấy, bàn là đồng chí Tứ chuẩn bị uống trà này. Thì các đồng chí bên Ủy ban kỷ luật đưa đồng chí về đây kiểm tra này, uống rồi. Tại còn sao này... người dân lại chết? Đâu rồi? Ơ, đồng chí Đạt với thằng Tứ đâu rồi? Đấy, đang đưa đồng chí Tứ đến ủy ban đấy. Trong phòng này anh ơi. Phòng nào đây? Chả hiểu chứ, thằng Tứ không bắt nhịp được với lại hai đứa kia à? Mảnh lại cái nó không thấy đâu, chúng nó ở trong đấy, mày mở luôn cửa ra anh Tứ. Đây. Đạt... Phòng vào cây ở trong, cây ở lại. Ừ, thì vào đi có thế nào? Em lại còn đề phòng cả đội mình à? Đây này anh... Anh ăn lóc cửa đã. Mở ra. Vào đây. Cục xúc. Không hiểu đây. Luôn. Đấy, anh đi mở đi, vào đây. Đi vào đây. Cắt tiền anh ơi. Cái gì? Đây. Cắt tiền. Tiền á? Đâu? Cắt tiền á? Đấy. Đồng chí Tứ vừa phải ngồi đây tiếp. Đúng rồi đây. Nó muốn tiền ở trong đây rồi anh ơi. Đồng chí biết ủy ban đây. Mất dậy nó cầm tiền nó giấu đâu rồi. Từ từ kiểm tra nhà bếp này chưa? Vinh quang nào mà không có hy sinh à? Anh em là chắc theo bên này đâu, bên đấy hết rồi, bên này anh cứu được con tin nhất phải lấy tiền chứ. Đi cầm tiền đây không chết á. Đây. Nhà. Tôi đề nghị đứa nào vừa mới giết dân. Đầu hàng nhanh còn kịp. Chúng tôi té cầu thang à? À. Không có ai nhá, clear nhá. À phòng này là phòng thăm tù, về sau đồng chí Tứ ở trong này đấy. Đây này, đồng chí Đạt vào nhìn thấy không? Đây khu vực thăm tù đây này. Đây đồng chí Tứ sẽ ngồi trong này và anh em mình đến thăm ở ngoài đấy. Nói chuyện qua cái khe đây này. Đây giống kiểu phim Mỹ đấy. Đồng chí Tứ ngồi chuẩn bị sẵn sàng. Có cái điện thoại này nói chuyện. Đồng chí này thì chuẩn bị tinh thần thôi chứ còn thế nào nữa thì... Tết ba người dân cơ mà. Quả lựu ăn nghiệt thì... Cần một con tốt để thí chứ. Truyền thông của sao mà để yên. Chúng tôi không biết gì nhá, chúng tôi không hề động chạm gì vào lụy lựu nhá, đồng chí Tứ. Ừ, pha đấy là cũng tự nhiên đang thấy con tin đang kêu cứu mà sao vào thì im bặt đi, sau pha ném im bặt đi nữa nào, chắc nào. Đồng đội kể lại anh ấy là một người bình thường, anh ý hiền lắm kiểu. Bình thường là đây là một đồng đội rất sông sáo dũng cảm.
Thằng ấy nó trốn đâu rồi? Ơ bỏ mẹ đây là đi đây rồi là không không thể con tin. Ừ, con tin đâu nữa? In process thì vẫn còn nguyên. Red Q on civilian vẫn còn nguyên. Ui giời. Thằng nào nó chỉ đều em không? Còn nguyên luôn. Kéo thằng kia nó về nhà ngủ mẹ rồi mình vẫn đang ở đây mò. Không, nó đi báo cảnh sát. Nó bảo có thằng công an coi như là giết dân. Nó bảo mà nó báo cảnh sát rồi. Khổ, khéo nó lập công rồi nên đi chứ. Bây giờ anh em phải đi một đường, đi chung không tin nó lòi ra rồi. Ờ, anh em sao bây giờ lại đi hết vào cái đường nào? Có khi bây giờ ra lại bên ngoài đi, ra bên ngoài kiểm tra lại toàn bộ bên ngoài đường một phát đi. Ê. Bây giờ con tin thì chắc là hoảng hết rồi, anh em không phải giữ động thái đi nhẹ nó khẽ đâu các đồng chí ạ. không thấy sự sống gì của con tin rồi. Ừ, cứ quay lại kiểm tra xem nhỡ mỡ may cái tỉnh. Nó đây thằng khổ đạn đấy. Thế sao được lúc này kiểm tra kiểu gì đấy? Ở đâu nó đi hết rồi, nó đúng chỗ đâu. Đồng chí đặt vào đi. Rất tốt. Nó quay đây, đồng chí ạ. Tôi đã hạ nó rồi. Thằng súng thằng này nó như ma nhỉ? Ờ. Hay là nó prop and sách? Có khi nó biến thành cái hộp ấy. Anh em không biết thế nào đấy. Ba người dân thiện lương đấy. À đây, có đường đây mà. Đây. Ồ. Ồ, đối tượng vào đây, đồng chí đặt vào đây, đối tượng. Còn tin đâu? Ôi, gì đây? Ok, đồng chí Hunter mà. Đồng chí Hunter vào đầu đồng chí Tứ thôi. Tuyệt vời. Mày bắn biết thôi. Đâu, nó đâu này? Tứ đi anh ơi. Nó hướng nào đồng chí Đạt? Không biết, em thấy tên bị bắn thôi. Chú Wiu. Báo nó hướng nào chứ? Hướng nào? Ra cover phía sau lưng của tôi. Vớ vẩn. Thôi để em cover phía sau nhá. Ra cover sau lưng của tôi. Phía sau nhiều tối lắm đồng chí ạ. Phía sau tối mù mịt luôn. Đi đường nào đây? Đèn mà. Bắn sau này. Nó đây, đồng chí, đồng chí, nó đi, xử nó. Tốt. Ôi xong rồi kìa, optic complete rồi kìa. Yết, ăn. Tiền, ôi tiền về cho anh em. Ôi xem nào, ăn vốt nhất xem nào. Yết, xong rồi. Nhiệm vụ xong rồi anh em. Cứu toàn bộ. Cứu con tin được mà. Ok rồi. Cứu con tin rồi đấy, cộng 500, 1.000 luôn. Cộng 1.000 điểm luôn. Ôi giời ơi. Mình không tin tưởng bọn tôi. Bảo rồi. Ơ ta con thằng nào vốt nốt pet up đi cho tôi. Yết đi. Pick up à? Ba đi. Pet up em ơi. Có ai chưa pick up kìa? Pet up đi. Rồi. Nhẹ nhàng tưởng thế nào. Ơ chết rồi, bấm nhầm bên thua rồi. Tôi sẽ cẩn thận, lần này tôi sẽ cẩn thận nha anh nghe. Ôi giời. Thắng đấy. Ờ, đấy, đây. Đây. Gì. Thôi, gì này còn thế nào nữa. Ngon nghẻ anh... luôn thì còn thế nào. Mission Objective 1000 Suspect Report Civilian thì còn thế nào. Bờ quay về hơi nhanh nhá. Mặc dù là đồng chí Tứ là cũng có cái hành động gọi là ném cái pha lựu đấy, là cũng phải báo cáo trước Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhưng mà trên hết thì cũng đã nào thôi, chỉ vẫn tiếp tục vẫn phải phục vụ bên điều tra. Nhưng mà ôi chúc mừng nghe Tuấn Linh nhá, X12 luôn à. Ôi trời ơi, X4 luôn ạ. À. Này. Xin phép nhá, Mười nhẹ nhàng. Nhẹ nhè. Có cái nhiệm vụ gì 3/5 kia anh? Giả ký được 3 quan tin thế à? Cái AV đường gì? Cái gì 3/5 nào? Ở 1 phút 1 thận. Em thoát mẹ rồi anh Dũng lập hot đấy. À đây. Nào không được thì ấy. Đây. Anh Dũng keep bên 4 cho anh em tí cuối buổi K1 anh em nhá. Tí cuối K1 anh em ạ. Nhẹ nhàng quá, Nào ơi. Thi thoảng phải có một phát này cho các anh em kèo trên tởn. Bắt đầu rồi các bạn. Bắt đầu rồi anh em comment bất kỳ thứ gì nhá.
comment bất kỳ thứ gì vào anh Dũng đẹp trai là gì đấy, trong vòng 10 phút sẽ báo cáo người chiến thắng về nhá. Đấy, mời anh em vào tham gia. Hình như là kích vào cái hình gì ở trên ấy nhở, trên cái khung xem stream có cái hình cái anh em nhìn xem có hình hộp quà hay là hình cái gì đấy xúc xắc hay cái gì đấy, anh em kích vào nhá. Bật cửa sổ. À thôi mình sang nhiệm vụ khác nhở. Nhiệm vụ khác nhá. Đây chơi nhiệm vụ chuẩn chỉ này. Để em ra em quay phát. Quay đi. Chuyển đi anh em, tham gia đi. 10 phút, từ bây giờ là 10 giờ 53 chắc là đến 10 phút cho đến 11 giờ 3 phút. Nhiệm vụ này là mình sẽ đến một cái khu vực buôn bán ô tô nhá, và chơi ra đúng chế độ chuẩn chỉ này. Đó là rescue người dân và khử hết bọn này. Còn 10 phút rồi anh. 10 phút thôi. Có sao đâu, 10 phút là được. Anh em đợi suốt từ lúc 9 rưỡi đến giờ rồi. Rồi, cảm ơn anh em nào gửi anh em Lãng Tử. Cảm ơn anh em nhé. À, Hổ Báo. Cảm ơn anh em Hổ Báo nhé. Cảm ơn Lãng Tử, Yan Mo, Vũ Phan. Cảm ơn anh em gửi sticker. Cảm ơn thành công. Tham gia. Ok. Hình như là Đạt cũng ra ngoài chắc để vote thế sao. Khiếp, không thấy nói câu gì. Đồng chí An Tợ không thấy nói câu gì luôn. X2 BS4 chứ. Bây giờ thì không, một cái cất tủ, một cái bán một cái. Ba cái đĩa cất tủ luôn. Ba đĩa để bán lại được tiền ạ. Đúng rồi, không một động tác thừa nhỉ. Còn 7 phút rưỡi nữa rồi, cứ vào anh em cứ theo dõi thôi. Đặt cặp bọc đấy rồi thì cứ theo dõi thôi. Tôi còn vừa vào, tôi còn chúc ông Dũng là X2 BS4 mà. Tí dại thấy Vu Quang Đan thì đúng là hơi buồn đi nhỉ. Tí nữa Vu Quang Đan quay lại không anh em? Anh em tôi hỏi là cái mà Vu Quang Đan thì có quay lại không? Sao lại quay lại nhỉ? Okay. Kệ chứ, cái luật tao đây, bên bộ của tao, luật tao. Okay. Tao là luật là tao mà. Okay. Chúng thì nó phải... Kệ chứ, làm gì giỏi kiện đấy, giỏi kiện đấy. Lùa gà, khác loại văn tử à? Rồi, tập trung vào đây. Gì đây? Đây là gì đây? Đây là khu mới đấy, nhưng mà nhiệm vụ chuẩn. Đây là chế độ chuẩn. Bắn nhau hả anh? Rồi, thế là đi cứu, vẫn đi cứu con tin và giết mấy thằng kia thôi. Mà là chế độ chuẩn, không có cứu con tin kiểu ấy hay là gỡ bom gỡ biết gì hết. Lần này anh không mang theo barricade đi đâu, không mang theo khiên đâu. Quên rồi, anh cầm đấy rồi. Đi từ từ nhá, bình tĩnh. Cái này không cần phải đi nhẹ đâu, cái cười duyên đâu. Nó không có khử con tin đâu. Úi dồi. Tứ gớm ghê thế. Đồng chí kiến nghị là bên cho chúng ta hoạt động ban ngày được không thì tốt quá. Ban ngày thì còn nói chuyện gì, chúng nó chỉ đi nó cầm súng đâu đâu. Đồng chí bắt vào mẹ đi, cầm nó chạy rồi, chạy rồi, nó chạy rồi, chạy rồi, nó cầm súng nha. Đấy, cầm súng á. Có người, có con tin ở trong cái nhà này, có con tin trong nhà này nhá. Trong nhà này có đang cầm súng này. À, để em nó bắn đấy, nó bắn đấy. Chống chặt từ từ đã. Rồi bắn chết thằng rồi. Giơ tay lên. Chống đối. Thằng đấy là sất bách. Có phải người dân đâu. Chống đối xử luôn. Ôi giời, ông nào giết dân rồi. Ai đây? Ai bắn civilian đây? Không phải ra đây là hai thằng tội phạm chắc chắn nhá. Em thấy ai? Hunter rồi. Thằng em bắn này. Con thằng tao bắn. Thằng em giữa cổ súng. Ai bắn mày? Tao bắn thằng này còn gì? Mày không thấy nó mặc giáp à? Đây là dân đây. Dân nào? Dân nào mày xăm chỗ mặc giáp như này? Nhưng mà không có súng. Súng ở đâu? Súng nó cắt trong đụng đi đâu? Em đi bắt nó là civilian mà. Mày đừng vớ vẩn.
sửa hết rồi. Đi à. Đấy mày nhìn thấy nó mặc giáp chưa? Người dẫn đầu. Nhưng mà nó có súng đây này. Súng chứ cái thằng này súng đâu? Ờ, sao vẫn âm 350? Nó nhét trong ấy thôi. Bọn này em bắn nó vẫn âm 350 là sao? Đấy là một thằng dân, một thằng ấy cái gì nữa, một thằng ờ lại một anh dân à? Bắn hết cả hai à, bắn một thằng thôi. Nhưng mà không biết thằng nào bắn tại vì nó hai thằng đứng chéo nhau á. Trời ơi, phải nhìn phải ấy chứ. Không nhìn được. Đứng ngoan á. Gì đây? Thằng đấy là tội phạm, làm gì có chuyện tội phạm mặc giáp chứ, làm gì có người dân nào mặc giáp đi làm gì dở hơi à? Chả có người dân nào, kể cả là bảo vệ luôn khu này đéo ai nó mặc giáp luôn. Cái bọn này là bọn bảo vệ sẽ bị bắt cóc. Đây còn đây có anh dân xăm chỗ nào đây, ai giết anh này đây? Ôi anh này anh thợ máy đi, khổ thật đấy, còn đang đeo găng tay đây này. Ôi giời khổ, anh còn đây. Anh còn đang đeo găng tay, đang sửa ô tô còn chưa ráo xăng, ráo dầu, khổ nó chết rồi. Ai? Cái đấy, từ bắn phọt óc anh dân trên tường vậy luôn. Anh đang ngồi xuống thì bắn phọt óc luôn. Chịu luôn. Nó chạy thì đừng có giết. Nó phản kháng mới giết chứ. Biết một thằng có súng rồi, biết một thằng có súng rồi. Giết chuẩn của anh em. Rồi. Talk reporting. Roger AK. 3 phút nữa anh em ạ. Ấy à, đầu đấy. Chơi nhau không? Chơi không? We got a dead sus. Get on the ground now. Roger entry team. Notifying medical. Tâm tôi đã tàn khi mà thấy đồng đội tôi cứ tàn sát ba tánh thôi. Ồ. Mày cả trường. Mình vừa bắn chết được kia xong tự nhiên thấy con tim của anh cũng ngã quỵ xuống chứ. Ra lại, anh rất là ngày mà. Kiểu rất tự hào ấy. Roger entry team. Notifying medical. Có cái thằng ở ngoài nãy em giết ở ngoài chưa. Thấy đồng chí Dũng rò đi ra nữa. Anh giết thằng này mà. Điên là nó mặc giáp, điếu hiểu. Mày xem có thằng dân nào nãy giờ mặc giáp không? Trong này toàn thợ mày, nó phải đi găng tay chứ. Dở hơi à? Hiểu. Anh cũng chết rồi à? Anh chết làm sao được. Thằng nào chết đấy? Ừ à? Em. Ôi giời. Mang súng về cho nước đi. We've got an officer down. Talk to high ground. Affirmative entry team. Thôi tiền toát khổ. Đây là anh thợ máy đây. Khổ thân anh. Đấy thì cái thằng đấy không mặc giáp này. Thì không mặc giáp thì còn gì. Dân thợ thì còn gì nữa. Đây toàn thợ đây này. Đéo hiểu. Đây là thợ cầm súng bên dưới, anh nhìn cái bên dưới. Thợ gì. Đây không phải là súng. Cái này là súng nhựa nó mua về cho con nó Giáng sinh. Em biết đây. Ôi mẹ tiếng chân à. Trên tầng này em ơi. Trên tầng này các em ơi. Khu này các em ơi. Sửa đi, sửa thôi, sửa được mà. Không phải. Ôi sao mình nghe được cái tiếng rõ nhỉ. Anh đi xuống dưới, bọn em ở dưới đây đây. 1 phút nữa nhá. 1 phút nữa là có tên người chiến thắng này. Ôi thôi, đồng chí Tứ đi, ôi thôi. À, nếu choáng nó không có choáng kìa. Các đồng chí điết rồi à? Không, em còn đây. Trước khi hy sinh, đồng chí Tứ chỉ kịp tin vào phát. Ôi, phải em rồi, nó. Em bọn nó choáng rồi. Trước khi hy sinh, tôi nghe đồng chí la là chị tít. Thế là mai còn tít le rồi. Đồng chí Tứ chỉ kịp ịt một phát. Trước khi lủng sọ. Rồi lim. Rồi lim đi à? Ôi thằng kia giết thứ danh thứ chạy rồi. Trong vòng tay đồng đội đồng chí chỉ đồng chí chỉ có nó thôi. Rồi 15 giây. Ra anh ạ. Nó trốn vào nào, em nhìn nó chạy vào phòng nào. Không, em vào hình như đồng chí Tứ còn không kịp rút súng đâu, đồng chí Đạt ạ, khổ. Đây, nó chạy ra ngoài rồi. Tôi... Ngoài nó chạy bên trái. Con tôi mở nết vào á. Nó chạy ra bắn. Chạy bên trái rồi. Nó chết rồi sao nó mà. Ngoài bên
Không, không phải thằng này, thằng này giết. Thế là nó trong phòng này rồi. Người nói thế anh mới kinh chứ. Ơ thế là thế anh là người giành chiến thắng chú Dũng đẹp dai đích đen và thế anh ạ. À. Dạ. Không không, rồi, trong này có con tin thôi, con tin thôi. Không, thế anh em, thằng thế anh, không phải con tin em ạ, thế anh. Thế anh, thế anh. Anh em thế anh ăn rồi. Ồ chú Dũng đẹp trai, chúc mừng cháu. Ôi trời ơi, đồng chí Hunter đi rồi. Rất nhẹ nhàng đã phục sẵn. Đồng chí Hunter đã oẳng. Bom anh ơi, bom vào. Không phải bom luôn. Dây mới còn nữa. Mày dám xử đồng đội tao à? Đấy là đồng chí Hunter dính bom mà trong đấy là đấy là dân. Ở đấy dân à? Dân. Đồng chí Hunter dính bom à? Thế thằng nào giết tứ? Ôi trời ơi, khổ thật anh dân, em xin lỗi. Em xin lỗi anh dân. Đại gia dân đi rồi. Cuộc giải cứu bê bối nhất lịch sử. Chúng mày phải nói chứ. Anh em bạn đã bảo tự Hunter bị bom nổ chết. Thế nổ thế mà không có mấy à? Tao tưởng bị nó bắn chết. Nổ. Lúc đấy còn đang bận nhìn xem ai là người chiến thắng khổ. Khổ vãi lìn à. Láo, láo, láo. Đây đúng đấy. Anh em ơi, bây giờ còn chú Dũng đẹp trai gì nữa? Có người chiến thắng rồi vẫn chú Dũng đẹp trai cái gì đây? Có người chiến thắng rồi đâu ra kia cái thằng này này. Thằng này là à, thằng này là dân. Tí thì vỡ đầu. Mẹ. Đến người dân thứ 10 thì cũng đúng rồi, anh dân này đúng là dân thật, mặc áo nhưng mà là dân. Mặc áo nhưng mà là dân, khổ anh quá. Civilian is secured. This is talk. Roger that. Continue with your mission. Suspect Roger that. Continue with your mission. Tiếp tục à? Rồi các đồng chí đi hết thì mình còn mình đành phải về coi như là hưởng lợi hưởng. Ôi map rộng lắm. Rất nhiều người đã gục ngã. Ờ đúng biết biết ngoài bị trái bị trái. Rồi. À, chúng mày. Không cái phòng bên phải. Đây đây đây. Ờ, phòng này đúng không? Đợt đấy có dây kìa. Thế có dây không? Đạp lại. Không có dây rồi, đạp đi. Ôi đây là cầu thang rồi. Ờ em nghe tiếng đằng sau. Ừ ừ. Đây. Có anh nghe ở bên này phải. Bên cái bên phòng này. Mở hé đã. Để đây hơn một năm rồi. Đây. Loanh quanh ở bên hành lang này thôi. Get down, I wanna see. Please get down. Đấy đấy. Put your hands up. Thằng này lại là dân nhá. Cháu hiểu dân này mặc đồ kiểu gì đấy. Dân này bị nó. Dân này 5k à? Chắc là sợ virus hay sao? Thôi thế này bách ra chơi lại thôi. Ba đồng chí hoảng thôi bách ra chơi lại. Map rộng lắm. Ừ, chấp nhận thua thôi. Nào đây với cháu Thế Anh vừa mới giành được PS4 nhá, cháu sẽ nhìn thấy là mình là người chiến thắng và có một cái lời nhắn của chú để lại cho cháu đấy về việc là cháu sẽ làm gì để báo cáo mình là người chiến thắng nhá. Có tin nhắn từ phía hệ thống đây Thế Anh ạ, à, cháu Thế Anh ạ, à, có tin nhắn từ hệ thống cho cháu nhá. Cháu coi như là kiểm tra cái báo cáo của hệ thống về cho mình về cách để nhận, bao gồm có là gửi thông tin về đâu, mật mã gì, các thứ ABC nhá. Đấy, chúc mừng coi như là cháu Thế Anh. Khổ. Không biết cháu Thế Anh này có phải là cháu Thế Anh ngày xưa làm việc ở bên này. Thực ra thì chẳng có cháu nào đâu. Tôi nghi là người nhà. Tôi cũng nghi thế nào nên nó lại Châu lại về hợp phố. Không phải trùng hợp như thế được. Đây là ID của cháu Thế Anh nhá. 4209625555. 4209625555 này. Đấy, nhắc lại về ID của bạn Thế Anh nhá. 4209625555. Đó là ID của bạn giành được
giành được chiến thắng. Bên tuần coi dễ lắm. Người không chơi là người. Rồi anh em, cay có làm được cái gì bây giờ đâu. Chúng ta coi như là gửi lời chúc mừng đến bạn Thế Anh thôi, chứ làm nào được. Có tên này là còn đỡ rồi, không phải là người, chắc không phải là vãng lai rồi. Cái này là cũng là có tên tuổi đàng hoàng. Còn biết chú Dũng đẹp trai là fan rồi. Ừ, là fan rồi. Lần trước cái anh em chiến trước được, còn thậm chí còn không biết cả gì luôn. Thế mà nó mà gõ chữ Indo vào để thôi. Có gì post bài vào trong. Vào trong và... Cái gì đấy? Ok. Tao lại xịt bố cả hơi cay và bắt từ đất tưới ra đấy. Ok. Em nhầm thế nào mà cái nhầm kiểu gì đấy? Anh thấy không phải là nhầm nhá. Lần này mình chơi thực sự là cẩn thận nhá, không chơi theo kiểu vớ vẩn nữa nhá, chơi theo đúng chuẩn thế này. Anh cầm lấy gì đấy? Anh Đạt cầm lấy gì đấy? Gì xịt cay bắt à? Chó Đạt. Tránh xa ta. Ôi cái gì đấy? Phải chuồng. Có bom à? Ai cần đái. Mày tí thì quả ngạ. May mà đồng chí Đạt rơi cái đấy ra, không có thì... Anh Đạt lại cứu anh Dũng một màn đấy. Ừ. Ơ kìa, có thằng. Pha ném của Hunter bố đôi quá. Đi cẩn thận nha, đi tẩn. Ok, xử nó đi, thằng này không. Không bố lão đi xử thôi chứ bây giờ thì bắt buộc. Chơi chuẩn chỉ nhá. Đi từ từ đi theo team nhá. Báo cáo thằng kia chết chưa? Ủa, Dũng mang khiên rồi đấy. Tao có mang khiên đâu, vì gì phải khiên. Mình bây giờ chơi giỏi, vì gì phải khiên. Không có kẹo hết chết nhờ. Để cho anh em kẹo. Thôi có cả... Hai thằng à? Rồi đi đâu giờ? Thế Anh này là Thế Anh 28 rồi. Anh Dũng, em thấy đồ chập đường này, đừng có đồ chập đường đấy. Hả? Đường nào? Có một cái đường. Ừ, đường này, có đường, đường này, này, đường này vào thế nào cũng có luôn này, chắc chắn là có thế luôn thế này. Thế thì anh đi đường đấy, em đi đường này, được không? Thằng ta sẽ mở hé, thằng Đạt ném liệu vào. Ném đây. Đấy, tao đưa tao mở cầm AK này. Ôi dồi ôi. Lại. Đó. Rồi cái gì? Ném vào đi, bây giờ toang cửa rồi, ném vào đi. Ăn choáng. Tối sau mày mù mờ này. Nó ném chứ sao. Đi nhà xin vào. Đừng bắn vội nhá. Thấy nó cầm súng đã hãng bắn, kể cả nó mặc giáp nó cũng là người thân thường đấy. Đây. Dân thường. Rồi. Tốt, hai dân thường đây rồi. Các đồng chí lại đấu súng với dân rồi. Đi đồng chí Tứ đấu súng với dân lắm. Ôi ôi. Bình tĩnh các bạn ơi. Bên phải. Ai cả đấy, đồng chí là bắn tôi đấy. Ai bắn mày đi điên à? Anh dùng đấy quả mù. Ai à? Đấy! Có được cửa này nó mở ra. Ăn ngay. Đấy quá, nó mở đúng cửa này nó mở ra với đâu chứ? Mình còn cuống quá bắn mẹ dân. Hai đồng chí nằm rồi, đồng chí ơi. Restart thôi. Ôi, em ở bên này thử hết rồi. Anh là thằng trước à? Còn thằng trước, thằng sau gì nó ở trong cái cửa này đây. Cửa nào? Cái cửa cái nó mở ra nó bắn luôn. Cái thằng kia nó đúng lúc nó nhìn nó nghe tiếng của tao, sao nó mở cái cửa cái ra nó bắn luôn à. Restart phát cuối nhá. Rồi, em giết 5 thằng rồi. Rồi. Em bắt được 5 thằng luôn rồi. Tại thằng Đạt thì lao vào đi vì nhìn cho trước cứ hết giờ hủy nha mọi người. Chết hai đồng chí là hủy. À mà tính là thua thôi mà.
Giveaway PS3 anh ơi, PS3 ở đâu mà giveaway. Thôi ra lấy khiên chơi chuẩn chỉ. Thằng Đạt ra lấy khiên đi. Vâng, tao chán khiên rồi. Bởi cái giờ nó chưa chạy xong mà. À đây rồi. Cháu thấy anh đây rồi. Ôi trời khổ. Cháu thấy anh ở Hà Nội anh em ạ. À. Ứng Hòa Hà Nội. Ui giời ơi chuẩn chỉ cháu. Cháu tới từ Ứng Hòa Hà Nội ạ. À. Một lời chúc mừng đến cháu thấy anh ở Ứng Hòa Hà Nội. Tôi không nói coi như là đủ cụ thể địa chỉ nhưng mà là ở Ứng Hòa Hà Nội ạ. À. Vâng. Ứng Hòa nghe, nghe quen nhỉ? Ứng Hòa là ở Thanh Trì đúng không? Đéo hiểu Ứng Hòa nổi Thanh Trì đạt điên mẹ. À, Ứng Hòa. Ứng Hòa nào Thanh Trì? Đạt giờ hơi vẽ. Người nhà ông Dũng. Cháu vừa vừa email về cho tôi xong khổ. Ô đấy anh ấy. Ờ Ứng Hòa, anh em Ứng Hòa chuẩn chỉ. Đây là, đây là Hòa này. Đâu rồi? À, vẫn không lấy barricade nhỉ? Cẩn thận, nó đang gài bom nhá. Hôm bây giờ bốn người đi với nhau đi không tách lẻ nữa. Bình tĩnh đi thôi. Lần này chuẩn chỉ không có một sự gì nhá. Không có một sự gọi là... Ôi rồi. Ok. Ôi rồi. Đi từ thôi. Đi với nhau, đi với nhau nhá, không vớ vẩn nhá. Hai thằng ấy nhá, để ấy nhá. Bắn luôn đi. Rồi cháu thấy anh yên tâm nhá, món quà sẽ được ship đến địa chỉ nhà cháu. Ôi ôi, cái gì đấy? Nào ném cái gì đấy? Whew. Quay ra cái nhà kho đằng này đi, quay ra cái đường này này, có cái cửa ra lần trước đoạn này có này, cửa ra này. Tố Tư lại chạy sang bên này rồi sao? Láo à, là bắt đầu giết dân rồi, giết dân rồi đấy. Láo à. Không phải có súng. À. The suspect secured. Talk to high ground. Roger, entry team. Great work. Keep going. Hết rồi. À đấy còn cái cửa đấy. Cửa này ra phía trước. Phía trước cửa hàng. Giờ vẫn còn có âm quay chưa? Quay xong hết rồi, quay tay xong. À bây giờ còn quay tay thôi anh em ạ. Đó, anh em có muốn quay tay thì quay thôi. Nhưng còn bây giờ thì hết quay PS4 rồi. Quay tay nhá. Ngoài đây không có ai rồi. Từ từ đã để đi hết cái này đã. Tay không cầm súng. Sao bảo tay không cầm súng mà bắn như đúng rồi ơ kìa. Bắn đâu ấy. Ngoài đây như có thằng nhá. Ủa. Ủa. Thế là bắn đồng đội nhau đấy. Bắn đâu ấy. Tổ sư bắn được chỗ nào đấy. Chứ ấy không chết nhưng mà nó bắn được đâu ấy. Mẹ đứng từ đây mà nó bắn mình là thế nào? Bắn em thì đó. Anh bắn mày đâu bây giờ à? Anh đừng tiếp tận cái đầu này bắn nó sẽ được máy. Từ bắn máu không? Có. Không giúp anh. Vãi cầu súng bắn anh. Chắc chắn đầu giúp bắn. Từ. Đứng ở đằng em đứng ở trước mà em bị bắn. Anh đứng tít tận góc đằng kia bắn mày kiểu đéo gì? Hunter em rời khai thật luôn đi cho nhanh. Sau em có được một thằng bắn. Police, hands up. Em Hunter, em Đạt, confession mẹ đi, cứ nghiêm xong phát đi. Thôi, trời. Thế thì chứng tỏ có thằng bắn anh rồi. Không có thằng địch nào bắn anh hết, chắc chắn có thằng trong đám này bắn anh. Anh mới thằng bị trúng đạn đi. Em không biết vị trí của anh lúc đấy, thế nên là không thể bắn anh được. Em bị bắn rớt cả máu luôn. Anh bị bắn thương ở tay này. Ai, cái trường. Ôi. Khiếp nó nhảy mẹ như simple. Ôi.
Sau tầm man, sau tầm man, sau tầm man, khử sau tầm man. Chết rồi, chết rồi. Chết chưa? Em chết rồi. Ok. Em đâu? Chết rồi. Em đã tự hy sinh rồi. Mẹ nó nhảy như simple. Thôi, restart thôi, ra hẳn bên ngoài lấy barricade mà đi. Chúng nó bắn thế này thì không chơi được đâu. Bắn xuyên thế mà dẫn bán tớ. À không. À lục. Thôi. Bách khẩn ra lobby đi. Chết rồi. Em chết rồi. Thằng Đạt vào lấy mẹ barricade đi. Anh ta lấy đi. Rồi ông Đạt vào lấy nhanh lên mình vừa phải. Lấy đi. Nhanh lên. Đi may là thằng chết ván trước ấy, đi vào lấy. Rồi, anh lấy đi. Thằng nào chết ván trước thằng đấy phải đi mà cầm chứ còn kêu cái gì? Anh ta lấy đi. Đừng nói nhiều, nhanh lên. Nó là cái secondary à? Vâng đúng rồi, là secondary thôi. Nó là cái gì đấy? À, nó là cái long tactical. Ôi anh cả đạp mỗi người một cái. Đấy, đúng hai thằng ấn số 5. Ngồi à? Ok, ngon thấy con gì đó. Bắn cái gì? Bắn giờ ấn chuột bên kia. Ấn chuột bên phải nó sẽ giơ khẩu súng lục ra nhưng mà sẽ không ngắm được đâu mà nó chỉ bắn từ phía trước thôi. Thò tay ra là bắn chết ạ. Thò tay ra là bắn là bị thương chết đấy, đừng có thò tay, thấy chúng nó thì ngồi xuống. Okay. Chết rồi, em chết rồi. Hai thằng nó nhảy ra là bắn luôn à? Hai thằng mà nó còn bắn, nó vừa bắn vừa nhảy. Nó vừa bắn vừa dăm luôn, như set go luôn. Nó chưa. Ông giúp được, em phải chết thôi. Mừng đi vào, em mình bắn xuyên cái mảng kia thế mà nó còn kêu không chết ạ. Thế ông giúp bắn vào sau lưng em. Mày điên. Không sai kín để chết anh em ạ. Mày bị hai thằng lục nó bắn cho vậy, chết phòi ra thì còn văn vở. Em xả súng sau cái tấm bình phong đấy vãi lìn. Tao cũng xả sau tấm bình phong đấy. Tất cả đều hướng bình phong bắn mà, không hiểu sao thằng kia nó có thể tránh được cái pha đạn qua cái bình phong đấy. Hôm nào anh quay bất ngờ thì ngon nhỉ. Không có bò lạc nào á, bất ngờ thì có nói chuyện gì anh em. Quay bất ngờ thì có thể quay 10 nụ hôn. Giống tối ngày hôm qua ấy. Quay 10 nụ hôn nhá, bất ngờ luôn. Lúc nào tôi cũng quay được. Không có một con bò lạc nào luôn. Thôi được rồi, bây giờ là nếu mà giả sử mà chết hai người mà out luôn thì là mọi lựa chọn là anh em vote là tôi sẽ tính đánh là vô hiệu được chưa? Chưa? Thế anh em thế là fail đó. Rồi còn gì nữa, à, hai người nằm là fail. Ừ. Lần này là Tứ và Đạt đều cầm khiên nên là tôi sẽ đi với Đạt còn Hunter đi với Tứ nhá. Hay thôi để Hunter với Tứ có vẻ hơi ghét nhau, tôi đi với Tứ, Hunter đi với Đạt. Đấy, cầm khiên vào đi. Toàn giết nhau. Đéo cover mà. Sao không cover? Nó bắn nhanh quá chứ ai chẳng muốn cover. Từ Venter là không cover. Thằng này chắc chắn nhá, cửa này mở chắc chắn có thằng ở phía bên này này. Reset là thua ở đúng rồi. Phía cửa đằng kia kìa. Phía cửa ra khu ô tô đằng kia chắc chắn có thằng này. Đây, cửa này đồng chiến thôi. Ok đồng chí. Từ để anh soi cửa nhá. Một đồng chí một cửa. À thôi để em soi cửa cho. Không có ai. Gì đấy? Bắn thôi đồng chí. Đồng chí cầm khiên vào trước đi. Đây đây. Có chắc là đối tượng chưa đấy? Các tôi chẳng gì đến gì đồng chí ạ. Tối quá. Có thằng chạy xuống dưới cái đường kia hả Tứ? Có thằng chạy dưới cái đường kia đúng không? À không, cửa không mở. Cái kia có thằng... chạy vào cửa đó. Đúng rồi, anh soi đã. Nó chạy vào cửa bên phải anh ơi. Cửa bên phải nó vừa chạy vào ngoài. Không có đâu. Đấy, đúng là cái cửa đấy anh đặt. Không có đâu. Đấy bên phải, cửa bên phải đúng rồi, trước mặt cho anh. Cửa này. Có lợn nó vừa chạy rồi. Từ, chỗ này rộng ấy. Anh soi đã. Ném bom qua Hunter mở cửa bên này nào. Đấy á, hôm nay có... Tạm thời là không nhìn nhá, đoạn gần là chắc là không nhìn thấy này, còn ở xa thì nhìn thì không thấy. Có chắc chắn ở gần là không có nữa.
Okay, ta đi đây này. Phía sang sai thôi. Cửa đây chắc chắn có này. Có gì đấy? Mình tính anh kiểm tra chỗ tôi xem có thằng nấp ở chỗ tôi không. Có thằng vừa chạy rồi. Ôi rồi friendly fire giết đồ ai giết giết đạn nào. Không, cái thằng kia nó nhảy ra. Anh nhìn thấy về friendly fire kill xong nhìn rõ cả friendly fire kill. Chứ mà nó nhảy ra sát quá. Thôi. Ôi rồi. Hunter bắn chết đạt rồi. Anh cầm khiên đi trước vì em bắn sau lưng anh thì mười cái khiên anh cũng không chịu được, anh phải lắp. Đồng chí Dũng đề nghị là đồng chí trang bị thêm mấy khiên nữa để tôi để sau lưng nhé. Trên mặt này có một thằng anh ơi. Bắn như thế gì có nước non gì. Buồn lắm. Đấy mọi khi tôi đi với Đạt có sao đâu. Đẩy Hunter đi với Đạt cái là oẳng ngay. Nhưng mà con quả đấy là nó xông. Từ từ đã để anh ra anh báo cáo thằng kia đã xông thì thằng Đạt nó có khiên rồi thì. Nhưng quả đấy mà em không bắn nó thì nó bắn em. Ừ nhưng mà em bắn nó thì Đạt lại chết. không có lý do gì đồng chí lại bắn chết tôi được à? Em bắn từ đâu ấy? Nổ súng chị. Thôi em đang thử thôi. Sao lại em phải thử chứ? Tiệt về. từ anh em chưa hủy nhiệm vụ. Hunter chết rồi à? Vâng, em chết rồi. Ủa chết đi tôi lại về restart chứ làm gì tư? Hai thằng không hiểu làm cái trò gì luôn. Cố đi. Thôi rồi, thế để anh với cả Tứ. Kinh không? Tứ một phát xuyên đến kia, thằng kia rổ đầu luôn ạ. Vai. Được ấy. Pha highlight của Tứ kinh ấy. Bắn xuyên cái này phát, vậy thằng kia nổ đầu luôn ạ. Máu me, me bét. Ơ cái cửa này mở được này Tứ ơi. Bảo sao mình thế là mình thì mình có khiên mà nó đằng trước mình và mình lại chết không, được. Cửa này không ấy được à? Hay là cái khiên này nó đều? Khiên này đồng chí Dũng. Anh bắn đạn nào nào người thường thôi. Có cả người đấy nhá phải tí. Khu này nãy mình đi vào đây mà. Mẹ sao lúc nãy đi vào đây không có ai mà. Đây hai đồng chí đây. Ui giời khổ. Nhìn hai đồng chí ra báo cáo cho ra đồng chí tiên tuất mang vũ khí về trong nhà nước. Mẹ hai thằng liền vãi. Bắn trước cả con tin nữa. Thôi cho tôi bắn lên, thôi cho mình đang băng. Có kìa hắn tạm kìa. Bắn mẹ mày đi. Ơ kìa. Tiền sư mày. Chị đéo đâu. Hãy dù bắn chết con tin rồi. Đông như thế thì đỡ thế nào được. Đấy cái đoạn đúng rồi của em đấy. Hai thằng đấy như là bắn chết tôi anh em ạ. Thằng kia hết đạn mình cũng hết đạn đã buồn cười hay không. Friend Free Fire, Friend Team Kin. Friend Team Kin là Hunter đấy. Cái pha đấy tao nhìn thấy luôn hai cái liền mà. Hunter kill luôn mà. Hiện luôn lên chứ còn gì nữa. Cái việc mà em giết anh ấy là vết nhơ của ngành ta. Ôi mà sao. Thôi em đừng có sao với chăng cái gì nữa. Đáng lẽ hai thằng phải lo được cái cánh bên đấy đấy. Để cuối cùng nó đông quá anh với Tứ không thể nào kịp luôn. Thôi thì cũng lo được ấy nhưng mà đồng chí Hunter bắn vào cái tôi. Tôi đang dơ khiên thì cũng đang che vào đồng chí Hunter rồi. Ai ngờ đồng chí Hunter bắn mẹ vào cái. Hai thằng chơi chả hiểu luôn. Tôi Tứ chơi chuẩn chỉ nhưng mà chúng nó đông quá. Thôi đồng chí Đạt đi với tôi. Đồng chí Tứ chuẩn bị tinh thần che gáy đi. Tôi nói thật. Tết này con không về rồi. Anh đồng chí em chơi nào mà các đồng chí khác không chơi cùng luôn. Tôi rất buồn nhá. Đồng chí. Rồi rồi em đi sau nhỉ. Có. Tôi bắn vào cái ai đấy anh em ạ. Chuyển hóa sợ lắm. Ok bình tĩnh nào, đừng vội, oảng đấy. Mình chỉ buồn cười thằng kia tiến đến tận sát chỗ mình luôn, hết mẹ đạn, hai thằng cùng hết tách 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 tách. Mình rút được khẩu lục ra nhưng mà lại đông quá. Trong nhà chắc chắn rồi.
Dân này. Này chưa cẩn thận nhá. Hai thằng kia đi cho cẩn thận đấy. I just want to go home. Civilian cuffed and ready for trial. Đi. Rồi có gì các đồng chí đây. Đây quay ra cái đằng này này. Đây đằng cửa này này. Nhưng mà mình công vào từ cái đằng cửa chính kia là có vẻ hơi sai sách. Đằng cửa đấy nó rộng lắm. Đem khiên để tránh đạn đạn lạc từ đồng đội chứ không phải là... Thôi, mai có tít le đấy. Mai lại có tít le, hôm nay nhiều tít le lắm. Lúc nãy là tít le gì nhỉ, đồng chí Đạt nhỉ? Lúc nãy là tít le gì, tứ là tít le gì nhỉ? Quên mẹ thẩm du nhiều quá, thủ nhiều. Quên bố cái tít le đoạn đấy là có liên quan tứ đâu lại, tao không nhớ là cái gì. Giết dân đó ạ? Không, nó là cái gì không nhớ. Có anh em nào nhớ cái tít le lúc nãy không? Ui sao mở cửa thế đi. À ơ. Lùi ra tớ ạ. Có nhá. Cái phải đường quá. Rồi, vô đi. Khiên. Đạt cái ngáo sao kìa, nó chưa kìa. Rồi, nó đi rồi. Thằng Đạt đừng có bắn. Mày cầm khiên mày đi đầu. Mày cầm khiên mày bắn là mày lộ đầu người ra, nó bắn chết mày ngay. Không có kinh nghiệm gì. Cẩn thận cái cửa trên nhá. Cửa trên là hay kiểu. Không mà phát đấy anh lại nhìn thấy là friendly fire cái gì 100 cái gì điểm cái gì trừ hay sao. Mày bắn vào chân em. Hunter lại bắn Đạt à? Có, em bắn vào chân em. Em hiểu. Mày là vẫn bị nó bắn. Nó bắn vào chân vậy không ngồi xuống cái sao ấy. Từ từ để anh soi đã. Đạt chưa kinh nghiệm chơi khiên khổ. À đây, trong này có thằng nhưng mà không có khí này. Quên mất là mình chơi khiên đấy. Giơ súng ra định bắt Đạt nó thì chết ngay. Định phay tu phay. Có thằng bên tay trái không có súng này. Tối, map này tối khó chịu nhỉ. Em bảo là đeo mang kính cơ mà. Ô chạy mẹ rồi. Mẹ chó chạy nhanh thế. Nó chạy vào cửa này tớ này. Map này mang kính. Nó chạy cửa này này. Nó đứng rồi. Hai thằng nhá, cả hai thằng đều không có súng. Mở hé đi, sao là mình chấn áp luôn. Không, mình đạp cửa luôn, hai này đạp cửa luôn, không phải hé đâu. Down on your knees. Thôi em, ném gì đây? À. Em tưởng là chưa bắn. You need to relax. Mở hé đi, anh có tối quá rồi gì? Talk to element. Copy entry team, notifying trailers. Calm down. Để cứu bản thân đồng chí tớ bán đứng đồng chí Đạt. Không, cái từ đấy quá là bình thường luôn. Cái title đầu tiên là gì? Title đầu tiên là đồng chí tứ chỉ kịp ịt một tiếng. Đi. Lịm mẹ luôn. Đồng chí tứ chỉ kịp ịt một tiếng rồi lịm luôn. Còn title mới này là Hunter hét lên mừng rỡ em trúng rồi à? Nhưng trúng đâu đồng chí Đạt à? Cái gì vậy đấy nào? Titer nó phải thể hiện được rõ cái hoàn cảnh. Cảm ơn anh Hoàng Huy. Cái này là lên tầng. Cái này là đường cầu thang lên tầng này. Cái đường này là trỏ ra cái chỗ lúc nãy thằng Đạt với cả thằng Hunter oảng này. Cái đường này đông không nhá? Đường này rất đông rồi này. Đường này mấy phòng đường này đường, cái chỗ mà em Hunter oảng là lần đường này không đấy. Hử? Đâu? Phòng phải đó. Ok. Đâu. Nghĩa là phòng nào phòng bia sạch đã. Ở đi anh. Thôi, vết nhơ ngành thôi. Vết nhơ ngành coi như là đặc nhiệm. Đồng chí tứ coi như là... Rồi, không có gì đâu. Có cửa em mở kìa, cửa em mở kìa. Clear bên này nhá. Đó, clear lên mà.
Ờ thế lúc nãy mình đi vào từ đường đằng này. Em xe anh ơi. Đây anh soi cái này xem nào. Cam light out. Không có ai này, có liền này. Công nghệ gì mà nó lại soi qua được cửa nhỉ? Nó là nhìn có cái khe ở cửa thì nó soi bằng giống kiểu dùng cái camera bé tí giống kiểu máy nội soi trong cơ thể ấy. À cái này thì công nghệ này thì từ tỷ năm đấy. Đấy lọc tích nhá. Ừ, có tiếng chân đang lịch bịch. Đấy. Không có ai, không có ai đâu, từ không có ai. Cửa lúc nãy thôi, đường lúc nãy thôi. Mở ra ngoài này, mở ra ngoài này. Vụ án cá nhân, Hunter chọc súng vào gáy Đạt. À, cái này khóa bình thường luôn. Nó phải có những cái từ mang tính chất là mạnh mẽ, vết nhơ này, hoặc là cái gì sự xấu hổ, hoặc là nhục nhã cái gì anh em ạ, thì nó mới hút view anh em nhá. Đường này đi xuống khu cái khu để sửa xe bên dưới. Có thằng nó chạy rồi. Mình cứ lia hết ở trong nhà đi đã. Thôi anh em tưởng nghĩ rằng cái tay tổ tít le nào hay nào. Xem văn phòng rồi. Anh em nằm nghĩ được là tán gái hay lắm này. Please get down. Hả? Có à? Trong phòng này. Phòng nào? Phòng bên dưới à? Ừ. Có ai? Cái chân mà. Kìa. Có đối này. Kìa. Hands up to it now. Police, hands up. Thằng này làm trò gì ấy? Thằng này bị phê à? Nó ở dưới cái thứ cả. Nó làm trò gì cả? Down on your knees. Cái nó có làm tay làm gì thằng này, thằng này kẻ dây rồi. Rồi đi rồi. Hai thằng đi rồi. Ai nó báo cửa này khóa nó ngoảnh ra thằng chó cái bắn luôn ạ, sợ thật. Hóa ra nó mở cửa cho. Hands up now. Đừng bắn nó. Chưa ra bắn mình ngay được, sợ thật. Báo cáo đi lấy súng đi em. Suspect DOA. Talk to high ground. Stay still. Copy entry team notifying trailers. This isn't good. Suspect secured. Talk reporting. Roger that. Trailers incoming. Proceed with caution. Có ai không em? Civilian is secured. Không có đi vào đi. Talk to entry team. Copy, move on. Okay. Get on the ground now. Hands up above your head. Không ai đâu. Phòng kia Hunter không ai đúng không? Phòng này không ai đúng không? Không có. Còn một phòng đấy nữa. Đây là cửa ra. Phòng không có ai. Tự suy đồ đạc đất kiến có anh súng không? Có súng không? Ném bom đi, nó ngay trước mặt nó có súng. Đây này anh ném cho. Hunter sẽ bắn cái gì, bắn súng bắn nước à? Em thật. Chân áp địch mà em lại chơi súng bắn nước thì con nước non. Cầm tự nhiên thì phọt cái nước gì vàng khoe ra, sợ thật. Hands up now, drop your knees. Nó chạy với cửa rồi, chắc chắn nó chạy với cửa rồi. Soi anh ấy soi đã. Nó chạy vào trong mình cũng ôi cầm AK nhá. Đào cửa đâu? Từ từ đã, sửa được. Rồi nó chết rồi đấy. Chết chéo đâu anh bắn toàn đi đâu nhỉ? Nó mở cửa vào. Bắn nó yếu rồi. The suspect has expired. Có một người bên mình bị thương đúng không? Tao cho ai? Đây cái cầm AK này. Bình tĩnh. Em chưa rồi. Get off me! Hands up above your head. Hey kid, come on, you get to wear handcuffs. That's pretty cool. This is talk. Hands up. Copy that. Police, hands up. 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 Hands up
Hunter đâu rồi? Xịt nước cho anh. Đâu rồi? Đâu đâu. Đây đây, mà em xịt nước vào mặt nó cho anh. Bố lão. Xịt. Rồi nó quỳ rồi thôi, nó quỳ rồi. Đầy mặt nó rồi em ơi, bắn vừa thôi. Hunter còn phải vẩy vẩy những. Ừ, Hunter cứ vẩy lấy được khổ. Kéo con lên đi. Talk to high ground. Copy that. Trailer's incoming. Giờ còn chuyện gác này thôi. Gác này, chuyện gác này. Chuyện gác này khó nhỉ. Gọi là đi phòng. Mày có hẹp hả? Ngoài này. Hết rồi đấy. Bây giờ quay ra đằng kia đi. Có địch, có địch, có địch. Súng không? Get on the ground. Súng có cái trong này. Did he bắn xuyên rồi luôn. Rồi đấy soi đã. Nó quỳ rồi. Yeah. Mà có một thằng cởi chân quỳ. Mày bắn mày ném nó sợ quá chạy mẹ. À, ui ôi khổ anh quỳ. Ui. Mày con thằng quay ơi. Ok, sao con thằng là con chạy tận vào trong đấy kìa. Thằng kia nó ra trong đấy. Đấy, nó cắn một bài. Không còn, chưa đâu. Từ từ để anh Tương vào đã. Sáng vào đây này. Anh Tương chóng vào nhá. Rồi, go, go, go. Anh ấy chạy trong phòng này, nó chưa bị chóng, nó chạy trong phòng này. Thằng đấy là cái thằng vừa quỳ ở ngoài đấy. Một anh dân chết mẹ rồi. Hunter bắn chết anh dân rồi. Đâu, bắn chết thằng cầm súng mà. Hands up. Thế đấy, thằng kia là dân thôi. Thằng cởi chân kia là dân thôi. Súng đấy, nó cầm súng bắn đấy. Súng à? Rồi, tốt. Báo cáo đi, lấy súng báo cáo đi. Trong này còn này. Có lúc của anh em ạ. Không, hướng này là hướng quay ra đằng kia rồi. Đây vào, quay lại đây ngay. Cái cửa này không biết là đã gì chưa nhỉ? Ừ, cẩn thận nhá. Để là anh này, để anh Tương liệu vào, bình tĩnh đã. Bình tĩnh, đừng. Anh hết liệu rồi. Rồi. Cả cái tiền rồi em. Hết rồi đúng không? Một thằng đúng không? Báo cáo đây đã. Rồi. Ôi anh em toàn đưa những tin chán lắm. Chào bác Hồng Huy. Bắn này hư khiên này. Cửa này không có ai nhá. Ở đây anh ơi. Có đối tượng à? Chạy vào đây anh ạ. Bên tứ à? Đây đây đi vào. Ok. Đi anh đi. Nằm một. Hunter còn có liệu không? Tương vào đi em. Ok. Bên trái. Tốt. Threat neutralized. Talk to my group. Chết rồi luôn anh em. Roger that. Em lại dùng từ ném lựu chết là như nào? Thằng này anh bắn chết ngay lúc đầu rồi. Bên mình không có lựu ấy. Đồng chí nào cũng tranh công cái này. Cái thằng mà đuôi nó bắn anh Tứ để em phải ném lựu. Thế anh này là dân đúng không? Thằng đấy đấy. Thằng này có súng, có súng. Súng à? Súng đâu? Anh có thấy súng đâu? Đấy, súng đấy. À, thôi. Đấy. Đồng chí Hunter giờ là ấy rồi. Cũng sau cái pha là cũng ăn năn đúng không? Giác ngộ rồi. Giác ngộ rồi. À, súng của nó thay không? Hết à? Rồi. Rồi đi đâu đấy? Đi tiếp thôi. Đấy, có cái cửa đấy. Quay rồi anh em ơi. Có anh em thấy anh giật được con pet 4 rồi. Cảm ơn Nguyễn Mary, cảm ơn các anh em đã xem stream. Cửa này hả?
Cửa này là cửa đi vừa đấy mà. Cửa này á? Cửa lúc đầu sao? Ừ. Nãy thằng này vừa chạy từ cửa ra này. Mày phải xích thằng đi xong chạy đi. Có tiếng phắc. Trong này này. Đừng bắn, đừng bắn. Đừng bắn. Bắn đâu cầm lục này. Nhưng mà mình có khả năng bắt nó ấy mà. Quỳ được mà em, nó không có bắn mình đâu. Dành thì thêm điểm chứ. Nó chạy thế thì nó ừ. Em sợ thấy cầm lục luôn, sợ. Anh em mình đứng đấy sao mà nó dám. Bây giờ nó nổ súng thì mình mới nổ súng thôi. Kiểu nó có khả năng là dơ lên, còn thằng này chạy loạn lên thế thì... Đây, cửa này này. Cửa bên trái trước đi. Hai thằng chết đằng này rồi, không phải rồi. Cửa này khóa anh ạ. Đây là anh ấy. À, unlock đi. Khả năng là phòng này mình đi rồi. Không có ai đâu. Gì đây, úi dồi ôi. Chóng này. Hướng này là còn cái cửa này thôi này. Là mình chưa vào này. Có thằng cầm AK nhá. Có một thằng đã quỳ đã bị rồi mà một thằng AK bắn xuyên cửa hay thế nào. Em còn lựu đấy. Xuyên cửa để bắn hơi cao cao này một tí. À không, cửa này không xuyên được, không xuyên được. Em cầm khiên mở cửa này. Ờ được. Hunter chuẩn bị nhá. Nó để lại. Tốt. Rồi, bạn chết rồi. Chết rồi. Để ngoài chết ra. Cứ súng vào kia. Chết. Khi em không thấy mẹ đi đâu. Đá chúng bay cả xác luôn. Suspect kill. Cứu nó còn tí luôn nên là mình thích. Vẫn chưa hết kinh. Đồng thế. Các đồng chí đợt này test ấm luôn đi. Về này. Lại còn cả vợ đồng chí Đạt nữa thì thôi. Luôn. Cửa này là mở ra gara này. Ôi, từ từ. Ôi bạn đấy, bạn tí thì chết. Mày quá. Đúng là số các cụ mẹ phù hộ. Mẹ các cụ phù hộ có khác, chắc đồng chí Đạt phù hộ. Mày quá. Tí gì mà. Mẹ. Sao đây anh? Cái cửa này nó gãy bom em ạ. Em nhớ là có một đường ở đây này, đây canh này. Có một cái đường bên này nữa. Đồng chí Đạt phù hộ pha bố đời quá. Gì đấy? Sao? Có cầu thang. Nó gài quả bom vào đấy mà tao đạp cửa lần đầu cửa không tung. Thế là hai đi luôn đấy đúng không? Ừ. Chưa đi đúng không? Không những là anh đi mà Hunter cũng đi luôn. Không, cái này đi rồi phải. Đi rồi. Đi rồi. Quanh đây. Từ từ mọi người đứng yên. Ờ có tiếng loanh quanh. Anh rất nghe nó bên bên tay trái này. Đó nghe em nghe. Bên tay trái này. Đó anh đó. Có không biết ai còn đứng lên tầng không ta? Đứng gần đấy nhá. Chỉ có bên tay trái thôi, vào trong khu văn phòng rồi thôi. Có thể ở bên dưới. Hoặc là có thể chạy ra bên ngoài từ lúc nãy. Quay lại cái phòng vừa đấy là nghe anh nó ở trong. Heo chạy ngoài trời rồi. Biết đéo phòng được. Đi xuống dưới này có phòng anh ạ. Bọn heo chạy mẹ lắm, hưởng lắm. Bên dưới này có phòng. Có phòng đây lúc đầu chưa đi này. Ờ. Đống phòng luôn. Có một thằng cầm AK nhá, hướng này nó đang để sẵn một cái quả lựu ở đây nhá. Bây giờ nếu như đo lock này, anh sẽ lock pick này. Không lock pick, bỏ ra anh ạ. Mình nhường khác à? Dạ, không bỏ. Ok, được. Hunter cầm quả bom đi lên. Hunter cầm sẵn bom lên nhá, cửa tung nó phát ném vào luôn nhá. Cầm sẵn đi. Đứng xa ra, đừng đứng gần quá, không cần phải đứng gần đâu. Ok, cái tầm mới được ạ. Ô chết rồi. Ô chết nó vẫn đây, nó chưa chết. Vào đi. Nó bị toáng, vào đi. Nó chạy qua phòng bên kia rồi. Từ bình tĩnh. Không có thằng bắc lốp ấy. Nó trong đấy đây. Đây bị toáng này.
Còn thằng ấy. Talk reporting. Copy that entry team. Thằng móc lốp nha. Báo cáo đi. Hands up. Cảm ơn anh em Long lão ra. Mang ơn Đạt hai đồng chí xuất. Được đồng chí Đạt phù hộ chứ. Pha phù hộ ác đấy. Ý thì oẳng. Hiếp này tự nhiên nhạc lại lên lại. Đâu? Không em. Đợi nha. Quay lại đi, quay lại. Phòng nào? Phòng đấy gì? Từ từ để anh kiểm tra xem có bom bèo gì nữa. Em còn lưu nữa à? Còn lưu thì cứ thế mà làm. Đúng rồi, cầm AK. Nó đang hai thằng, một thằng có súng, một thằng không súng nhá, cho nên là mình rất cẩn thận nhá. Mở cửa là giết được đấy. Một thằng con tin. Không, em vào em vào, em bắn ngay là vào con tin ngay. Con tin đang đứng ngay trước mặt nó luôn. À rồi. Ném bom. Lùi ra. Em ném bom vào, cầm quả bom lên. Em cầm bom đi. Rồi. Bom không? Đây, chuẩn bị này. 3 2 1. Tương. Ôi giời ơi. Ok. Bắn rồi, rồi đi. Đầu tiên có con tin nhá. Vào tiên có con tin nhá. Thằng kia chạy rồi đúng không? Nó chạy đằng này này. Đừng nào. Rồi chết rồi. Mày các bạn. Get off me. Vẫn còn đấy. Doing my job, sir. Hands up. Talk to high ground. Show your hands. Tag them and keep moving. Get down. I want to see hands. Cửa đấy. Cửa nào? Sao đây còn cửa nào? Đây. Thả xe xuống cái em ơi. Vâng. Cửa này là ra khu triển lãm xe bên ngoài rồi. Từ từ để anh phá khóa đã. Anh em Tuấn Dương nhá. Nhìn tĩnh, pack anh nhá, pack anh nhá, cẩn thận. Không có bom rồi, ok. Hết chưa? Vẫn chưa hết, kinh, mày đéo hiểu. Màn này đông thế. Đối tượng ở ngoài. Nãy giờ phải mẹ chục thằng, hơn chục thằng gì đó. Báo tiền tuất đã. Chưa báo cáo tiền tuất. Ôi đồng chí Đạt dáng nằm đẹp phết, khổ khiên vỡ tan nát. Bây giờ mới báo về gia đình. Sao giờ? Bây giờ chỉ có ra ngoài thôi, anh đoán là ở bên ngoài đấy. Bây giờ mà đi hết cả chỗ này mà vẫn check xem tab còn cái gì không? Vẫn còn kiểm tra tab đi, kiểm tra tab đi. Vẫn chưa hết ấy đâu, người dân đâu. Vẫn chưa giết hết ấy đâu. Vãi nhở? Mẹ, phòng nào lắm thế? Phòng nào đấy? Còn nguyên đấy, vẫn còn nguyên. Phòng nào mình đi mình ấy. Hay đi vòng lại lên trên cái cửa bên kia cho nào. Cái vụ dài thật. Chưa nhặt tập tài liệu à? Ờ, nhưng mình phải vào lấy một cái tập tài liệu đây này. Đúng rồi, còn phải lấy một cái tập tài liệu của nhân viên cho các điều tra viên ở ấy họ điều tra. Mình còn chưa lấy tập tài liệu cơ, phải vào khu văn phòng lấy tập tài liệu đấy. Mẹ, lẽ nào chúng nó lại mò tận ra ngoài này. Từ lại, chờ cái chỗ thẳng. Đấy, anh Dũng rồi. Ờ, không. Anh ra đây kiểm tra xem có thằng nào nó mò đấy không thôi. Đông thế nhở? Tại clear cái nhà này cũng rộng thật. Chả bù với cả cái khu chạm xăng trước nhở? Bé như cái lỗ mũi. Get on the ground now. Không. Anh ấy thôi. Này. Chỗ này đường đấy chắc chắn là rồi. Còn đường này đây.
tớ đang trong kia rồi, khu này vào rồi. Suspect DOA. Còn thằng chưa báo cáo này. Roger that. Trailer's incoming. Proceed with caution. Mọi người đi mà gặp xác hoặc là thằng nào đấy ấn thử phát cho xem nó báo cáo nhé. Hands up. Hands up. Get down. I want to see hands. Thế một vòng ấy. Thì giúp đi hướng nào ấy. Thôi bây giờ chia nhau ra mà đi thôi em. Bây giờ mình đi chia nhau ra mà đi tìm thôi. Bây giờ không thấy. Tôi bị cái sợ ma anh em ạ, thế nên là không dám đi một mình. Rồi đi. Ôi! Anh đi rồi. Mẹ luôn. Cày thế. Nó nào đấy? Thằng ở đây, con đây. Nó ra nó rinh ở chỗ này. Nó bị dưới chỗ nào đây? Nó ở khu triển lãm xe ấy. Nó chạy rồi. Mẹ con lợn chạy đâu rồi? Bắn anh Dũng rồi chạy lại rồi. Kiểm tra sau lưng mày, anh nghe có tiếng chân ở sau lưng mày đấy. Đấy, nó chạy ra cái phòng khu đấy. Đấy, cái phòng đấy, phòng họp đấy. Từ đó em nghe tiếng chân bên đằng sau đấy. Chắc chắn nó chạy cái phòng họp ấy mà. Sao anh ơi? Nó chết à? Chết rồi. Có chắc thằng đấy không? Thằng nào? Sao nhiệm vụ rồi? Ờ thế bây giờ đúng thằng cuối cùng ngạ mẹ. Đi lên lấy cái lead đi em. Cái staff lead tìm ở đâu đấy, một cái bản danh sách gì đấy trên các bàn làm việc. Chạy nhanh với trưởng. À nó chạy vòng. Phòng nào ra bây giờ, cái phòng làm việc phải tìm đối phòng. Phòng làm việc nó ở đâu ra? Ném cái anh sáng lên gì nữa thế. Anh biết cái office của nó ở đâu không? Không. Nó chỉ bảo là mình cần phải lấy một cái staff list, tức là một cái danh sách các nhân viên làm việc ở đây thôi. Nên là cứ đi, cứ chạy đi Hunter, không cần phải nhìn đâu cả, chết hết rồi. Vâng. Đi kiếm thôi, chia nhau ra mà đi kiếm thôi. Đi vào các cái bàn làm việc ấy, khu làm việc có, tầng trên có bàn biết gì đấy hoặc là gì đấy. Ừ, có thể tầng trên. Tầng trên mấy cái tầng mà có nhiều phòng mà kiểu cái kính ấy. Chị ra tìm em, đừng đi chung một tầng. Cứ chia ra đi. Chỗ này không có cơ. Đằng đấy, đằng ngoài đấy là có đường lên cầu thang đấy. Đấy, đằng kia kìa, đường cầu thang, đấy, đường khu lên văn phòng bên đây, đi thẳng lên đấy. Khổ, đồng chí Đạt đã hết sức phù hộ, nhưng mà... Đúng một thằng đơn. Còn đúng thằng cuối cùng, nó bắn. Nhìn xem có tờ giấy nào trong cái khu này, lục hết các phòng thôi. Put your hands where I can see them. Không, nó mà có nó phải hiện cái. Yeah. Thấy danh sách rồi. Rồi, ok. Rồi. Talk reporting. Hơi tiếc. Còn thật cuối cùng. Đau quá. Ôi mẹ, tổng cộng là 17 thằng địch em ơi. Cái màn này 17 thằng địch, 7 dân. Nhéo hiểu cái khu có 7 dân mà nó cử đến 17 thằng địch. Sợ mới nhìn. Mà nó là sợ. Khổ. Cảm ơn Hồng Huy. Thôi anh em ạ. Hôm nay cam một chơi đây.